chưa đá là chưa gì, chưa đá không đi thử máu cho luôn đi. 133.000 mà không đồng nào. Mà em đi vào đây, em đi vào có một sức đơn 95.000, thế em còn đợi cái cô quản lý của em mang tiền qua để trả cho em, đưa cho em tiền trả tiền khách sạn với cả tiền xe taxi với cả tiền xe ra đây. Nhưng bây giờ ăn xong thì đúng rồi, gọi cô đi mang ra thì cô đi, bây giờ cô bảo là cô không còn là có ở đây để cô mang tiền ra đây cho cháu. Nói linh tinh là mất biết đâu. Em có sức cơm thì cũng 95.000 thôi, anh biết bảo là có sức gà 95.000 với cả 95.000 có sức gà. Anh em có quen đi đấy không anh ạ? Cả xôi nữa, cả nước bọt thế này 133.000. Thế là anh quen đi à? À mời em thay đây. Bà đặt cho qua đây. Cháu đi bây giờ tí cho mày đi hát cho mày lấy tiền chứ. Tiền quá cho năm chú trả tiền cho tay cho. Thế thì ăn đi hát xong rồi về lấy tiền mà ăn. Sao lại ăn thế nào? Cắt xê. Hả? Tiền cắt xê. Ê, ai taxi này? Hát mẹ mà đi sao cho mày. Anh Cường ba anh hả? Anh Cường xử lý vụ này đi. Yeah.